Vâng, xin chào các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số lúc đó. Thì ngày hôm nay cửa hàng bọn em tiếp tục thanh lý cho mọi người một đôi loa có thể gọi là bán thùng vách thôi. Đây là một đôi loa Prodeo 480MK2. Đây, Prodeo 480MK2 và K2 các bác đầy cao đấy. Đây đã tiêm 7 màu rồi đó, tiêm đầy mới, tiêm chống hàng giả bây giờ đấy. Đôi loa Prodeo đấy. Thì đôi loa này thanh lý cho mọi người gọi là những bác nào mà không quan trọng về hình thức, là muốn có một đôi loa nghe ok hàng bãi, thì bán cho mọi người chỉ có 800.000 đồng này, 800.000 đồng các bác nha. 800 là đôi này các bác nào lấy không ạ? E căng thì hiện tại đang mới giặt, e căng đang còn đẹp, đang đi giặt chưa lắp vào đấy, thay gân luôn rồi nhá. Tính ra 800.000 đồng em thay gân mất 100.000 rồi, tiền gân này em thay mất 100.000 là tính ra còn có 700.000 đồng đấy, 700.000 đồng thôi. Tình trạng đôi loa này như thế nào ạ? Thùng vách thì như hình đấy, thùng vách đang còn như hình, chưa vệ sinh gì đâu, bẩn lắm nha. Đây, em chưa vệ sinh gì đâu, đang rất là bẩn đấy, như hình cho mọi người xem luôn này. Đấy, có tí vết dạn đây này. Đây, bẩn này, rất là bẩn này. Đấy, như này nó sẽ có vết chảy đây, này nó hơi chảy một chút này, bán này này. Đấy, đấy, tình hình là như thế các bác nha. Tép thì sử dụng tép của hãng AIM, mấy hãng đấy gắn lại. Bát thì thẳng các bác luôn, một chiếc bát thì zin, không nói gì cả, nó không đang nói là dòng một chiếc bát này côn đang zin hết mà em cần lại cho các bác, và một chiếc bát thì bọn em đã thay côn đấy. Tình trạng là như vậy, bán cho mọi người thành lý cho các bác chỉ có 800.000 đồng thôi. Thì bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay bên em các bác nha, đang nghe cũng rất là ok đấy. Quan trọng là cái từ chất từ và đang là từ zin, phân tần zin, thùng vách ngon, một thùng loa. Bởi vì một thùng loa bình thường, một cái thùng loa không, vỏ cái vỏ thùng không ấy, bình thường chúng ta bán là 500 đến 550, 600. Đấy, thì ngày hôm nay đang còn nguyên để có loa cho mình nghe luôn, tính là bán có 800, mà trong khi em thay gần mất cho 100.000 cho bác rồi, thay gần 100.000 không có điêu, em mới thay gần ngoài kia mất 100.000. Đấy, thì còn có 700.000 đồng, tính là có 700.000 đồng đấy mấy. Đấy, thì đang là bắt thành lý cho bác nào mà có nhu cầu, thực sự không quan trọng về hình thức, chúng ta có một đôi loa để nghe hoặc lấy lời đấy. Còn bác nào mà mua lấy lời chẳng hạn, đấy lắp vào cổ center cũng ok, lấy một đôi này về lấy lời, không quan trọng quá về công suất hay không quan trọng quá về hình thức bên ngoài. Nói chung là hình thức bên ngoài đang đẹp đấy, bây giờ em lắp cái căng vào thì thực sự nhìn rất là sang chảnh luôn, đẹp cả kính cong luôn đấy, thật các bác luôn. Nên là thanh lý thì bác nào thích thì để lại số điện thoại phía dưới comment, bác nào thì mà để lại sớm nhất thì em sẽ chốt cho các bác trước đấy. Các bác nào vui lòng là các bác chốt, để lại số điện thoại các bác vui lòng cho em cái giờ, để thì các bác cái giờ các bác comment luôn đấy. Bởi vì comment thì em sẽ để ý ai mà người nhắn đầu tiên thì em sẽ để người đó, các bác nhớ nhá. Các bác nhớ là mà em nhớ phải để đúng ấy, thực sự, bởi vì là nó sẽ hiển thị giờ lên, nên là để em đã phải công kiểm tra, đã mất công em phải kiểm tra là ai nhắn tin đầu tiên, thì các bác vui lòng là cho em cái khoảng giờ các bác bình luận luôn đấy, các bác bình luận là mấy giờ mấy phút luôn, để xem ai trước thì chúng ta để người đấy các bác nhá. Mọi người vui lòng là thực sự là để cho nó thẳng thắn, các bác cũng đừng có bình luận giờ ảo nha, thực sự nó chẳng đáng bao nhiêu cả, nó rất là vui. Nên tránh trường hợp chúng ta người sau lại có mai lại có người bác kiện và tôi đặt trước mà ông kia đặt sau thế này kia, thực sự rất là mất lòng, thực sự nó không đáng cái gì cả bác ạ. Em bán không chẳng có lời lãi gì cái này rồi, chắc chắn luôn đấy, không có lời lãi gì rồi đấy. Cho nên là mọi người thực sự mong làm sao mà chúng ta bán đôi loa ra không có hình thức bên ngoài gì cả, nhưng mà mọi người vui vẻ các bác nha. Cho nên các bác nếu mà đặt ai đặt trước thì để lại tôi đặt vào mấy giờ đấy, nhắn đừng cho các comment nó số điện thoại sau phía sau là giờ luôn, chúng ta cũng nên thoải mái một chút. Còn em xin phép là những bác nào mà thực sự mà chưa không có nhu cầu một đôi loa thanh lý ấy, thì mọi người cũng đừng vào nói câu ác ý, nó thật luôn, đây là em chia sẻ thật lòng luôn. Các bác cũng đừng vào vứt đi hay là hàng gì, thực sự chắc chắn đôi loa này sẽ có người khác lấy, các bác đừng nói vậy. Em không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó ảnh hưởng đến tôn thiết thụ thân trọng với người mua, người ta cảm thấy bị tổn thương đấy. Không phải ai cũng có tiền, không ai cũng như giàu cả, cho nên đừng nói những câu ác ý như thế. Rất là mong các bác thông cảm đấy, bởi vì kênh này sinh ra cũng không phải là kênh bán để mà cho các bác có tiền, mà chỉ là những ai thực sự mà nếu chúng ta muốn có đôi loa mà không có quá nhiều về tiền bạc thì hãy mua các bác nha. Em cũng không ép ai cả, cũng không có gọi là mập mờ gì cả, em nói rõ quan điểm luôn, hàng như thế nào bán vậy đấy. Nếu bác nào cảm thấy rẻ thì chúng ta mua, bác nào thấy mắc cũng bỏ qua, mọi người cũng sống với nhau cũng vì cái một câu nói, không có gì cả các bác nha. Đấy, thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ bên em, các bác cảm ơn các bác rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai. Các bác cũng không cần gọi điện cho em thôi nhé, bác nào cần đặt hàng để lại số điện thoại phía dưới thôi,
mai em cứ theo đó, ai đặt hàng trước thì em để người đó trước, đấy, bác nào mà sau thì em đóng sau. Ví dụ bác nào mà đặt trước mà bác nó không nhu cầu lấy nữa, bác nhờ người sau thì em sẽ theo cái ai đặt trước thì em để chị gọi trước, thế thôi. Chứ cũng không cần gọi điện các bác nha, để cho mọi người thông thoải mái. Đấy, không mấy hôm các bạn em đặt hàng xong các bác bảo ơ sao tôi vừa thấy ông đăng video đây là có người đặt hàng rồi. Nhiều người lại không tin. Đấy, cho nên là hôm nay em để cho các bác được bình luận ở phía dưới. Nhưng mà rất mong là mọi người cũng nên bình luận cho đúng rồi em một chút. Ví dụ như các bác bình luận vào lúc mấy giờ, chỗ xuân thoại vào lúc mấy giờ, các bác cho em cái khung giờ luôn chính xác để mai em mất công đỡ phải đi tra lại. Bởi vì em mất công em vào hệ thống em phải tra lại cái giờ các bác bình luận nó có hiện mà. Đấy, mọi người cũng thực sự là nếu mà cũng không đáng gì cả, đôi này và đôi sau nữa, thiếu gì lo các bác, nên mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Những bác nào mà yêu kênh Thanh Lý Hàng của Xuân Lúc Đỏ thì cũng ủng hộ cho một nút like và đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác, bye bye.